Rồi xin chào anh em nha, hôm nay mình về lại về được cái xuồng VA nha anh em. Hổng về có anh em nào điện á, giờ thì mình về rồi, anh em nào mà cần thì có việc alo lại cho mình nha. Xuồng VA thì cũng như mọi khi thôi, nó có đầy đủ phụ kiện nha anh em. Xuồng bao đẹp cho anh em nha. Đây, xuồng nó có chấn ba luôn nha anh em. Chấn ba đầy đủ, ốc tán đầy đủ nha. Thì nói chung là về đợt nào có sao thì bán cho anh em đi vậy nha. Chấn ba toàn bộ là đồ zin hết nha. Nắp xăng nha anh em, nắp xăng rất đẹp nha. Được keng luôn. Xăng đầy đủ. Bát bọng được không gãy nha anh em. Nè. Bát ốc nè, xuồng rất đẹp. Xuồng bao đẹp nha anh em. Chống tốt rồi đầy đủ hết luôn. Không một lủng gì hết nha anh em. Xuồng này là không có một lủng gì hết nha. Này, đầu ốc nè, rất đẹp. Không bị rộng luôn, không cong không vảnh gì nha anh em. Bát đầy đủ, không cong không vảnh gì hết. Có giờ có đập thắng rồi luôn nha anh em, đập thắng, đũa thắng, chân chống, là so rồi đầy đủ hết. Có stop luôn nha, mình không lấy gì lại hết nha, có nào thì mình bán cho anh em hết đó luôn. Sườn thì rất đẹp nha. Hổng giờ nó không có sườn luôn nha anh em. Hổng giờ lâu lắm rồi mới có lại cái sườn. Tại trên bãi nó không có. Tại vì trên bãi nó không có nên nó không có rẻ về cho mình nha. Trên bãi nó có thì nó mới rẻ về cho mình. Còn này trên bãi nó không có. Đẹp cho anh em luôn. Có bát yên được luôn. Rồi không mục nha anh em. Không mục tại đó nó bị sình, nó dơ nha. Vậy anh em rửa là sạch lại liền nha. Đẹp nha anh em. Chấn ba đồ đầy đủ luôn. Anh em nào mua thì alo cho mình nha. Không có đứng luôn rồi, không có gì. Rồi anh em nào mua sợi này bán cho anh em với giá là 900 ngàn nha anh em. Đủ bộ nha, 900 ngàn. Tiền xếp thì anh em tự trả nha. Rồi bình xăng chống đứng đầy đủ, bán cho anh em với giá là 900 ngàn nha. Anh em mà mua thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần mô tả đó nha anh em. Ship code toàn quốc cho nha. Được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nha anh em. Bao đẹp cho anh em luôn.